Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn di chúc và thế nào là di chúc chung vợ chồng. Thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay có một khách hàng đến tư vấn, anh đưa cho tôi một cái di chúc và anh cho rằng là và anh yêu cầu được tư vấn về cái nội dung di chúc là di chúc do bố mẹ anh lập và một trong hai người đã mất. Thì hôm nay tôi muốn trao gửi đến quý vị và các bạn cái thông tin cơ bản nhất, những cái nội dung cơ bản nhất của một di chúc. Và cái thứ hai nữa, thế nào là di chúc chung vợ chồng. Thưa quý vị và các bạn, di chúc là thể hiện ý chí của người để lại tài sản sau khi người đã mất. Vậy thì cái nội dung di chúc nó gồm có cái gì? Nội dung di chúc thì chúng ta biết rồi, nội dung di chúc thì có người lập di chúc. Người lập di chúc thì là những người có tài sản. Và trong cái nội dung di chúc có một điều cơ bản nhất là người thụ hưởng trong di chúc. Vậy thì ba yếu tố cơ bản của một di chúc là sẽ là: thứ nhất đó là người lập di chúc. Thưa quý vị và các bạn, một người nào đó muốn lập di chúc để lại tài sản cho con, cho người thân, cho tổ chức thiện nghiệp thì người đó phải có tài sản. Tài sản được thể hiện trên bằng mặt giấy tờ như là kim khí nè, như là vàng nè, bạc nè, như là sổ tiết kiệm nè, như là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và quý vị và các bạn biết không, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể tên riêng một người đó, cũng có thể đồng sử dụng, đồng sở hữu với những người khác. Và như vậy thì cũng có những cái cổ phần, những cái cổ phiếu trong cái chứng khoán bằng chẳng hạn. Như vậy thì những cái giấy tờ mà chứng minh được là tài sản của người để lại thì sau khi họ mất thì họ được xem là di sản. Thì những người đó, những người lập di chúc là có những loại tài sản. Vì sau khi anh có những loại tài sản này thì anh sẽ liệt kê ra. Thứ nhất là tôi có một cái chiếc xe hơi. Và chiếc xe này thì bản số bao nhiêu theo giấy chứng nhận đăng ký ô tô do ai cấp. Và cái chiếc xe thứ hai là chiếc xe gắn máy. Cái thứ ba nữa là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất tọa lạc ở đâu, theo giấy chứng nhận, theo sổ hồng, sổ đỏ gì đó. Và sổ tiết kiệm của tôi, số mấy, ngày mấy gửi tại ngân hàng. Có một cái câu chuyện vui là tôi có một cái người nước ngoài, họ đến Việt Nam thì họ cũng có cô bạn gái là người Việt mình. Thì ông bị ngất và trong hơn là 5-6 ngày gì đó ông tỉnh lại. Và sau khi ông tỉnh lại thì ông cho rằng là ông muốn để lại cái tiền ở trong tài khoản ngân hàng của Việt Nam mình cho cái cô này. Thì ông đã đến phòng công chứng và ông lập một cái di chúc. Trong đó ông nói rằng số tiền trong tài khoản tại một cái ngân hàng nào đó sau khi ông mất thì cái cô này được hưởng. Thì tôi đến phòng công chứng và mấy em nói: trời ơi, sao người đó thích quá chị ơi, quen biết mà sao ông này để lại cái tài sản là cái số tiền trong cái tài khoản đó. Thì tôi mới cười, tôi bảo rằng là cũng chưa biết nữa em ơi, nếu mà ông chưa chết cái tài sản đó bằng không thì cũng mất như không. Trở lại câu chuyện của mình nha quý vị và các bạn. Sau khi xác định được người lập di chúc, tài sản và điều thứ ba là người thụ hưởng trong di chúc. Người thụ hưởng trong di chúc này có thể rằng là cá nhân, có thể là một tổ chức. Và tổ chức này phải tồn tại tại thời điểm đó. Ví dụ như hôm nay là có một cái ông A thì trong cái quá trình ổng có là rất là nhiều tiền thì ổng quyết định ổng để lại 10% của cái tài sản của ổng cho một cái tổ chức thiện nguyện, cho một cái trường học mang
mang một cái quỹ học bổng nào đó mang tên ông. Thì đó cũng là một cái di chúc để thể hiện cái ý chí nguồn của người để lại di sản. Trở lại cái câu chuyện hồi sáng này, thì di chúc chung vợ chồng thì luật có quy định về việc vợ chồng có thể lập một cái di chúc, và cái di chúc này nó chỉ phát sinh hiệu lực khi người cuối cùng chết. Bây giờ điển hình là như thế này: hai vợ chồng lập một cái di chúc từ năm 2000, tuy nhiên đến năm 2005 thì một trong hai người mất, và người còn lại cho đến năm 2018 thì hiện giờ vẫn còn sống. Vậy thì cái di chúc đó cho đến thời điểm này vẫn chưa phát sinh hiệu lực. Tuy nhiên nếu mà di chúc cá nhân thì tôi nói là một cái ông A, ổng lập một cái di chúc, trong di chúc đó ổng chỉ định hôm nay tôi là A, tôi lập cái di chúc năm 2000, sau khi tôi chết thì toàn bộ cái di sản của tôi đã liệt kê phía trên đây sẽ thuộc về cá nhân của đứa con tên X của tôi. Ngoài những đứa con tên X này, tôi không để lại di sản cho ai hết. Thì như vậy, tới năm 2008 ông mất thì di chúc đã phát sinh hiệu lực. Ví dụ như bây giờ tôi nói là khi ông lập di chúc là năm ngày 1 tháng 1 năm 2000 đi, thì bây giờ khi mà ông mất ngày 1 tháng 1 năm 2008 thì tại thời điểm đó di chúc cá nhân này đã phát sinh hiệu lực. Tuy nhiên trở lại cái vấn đề di chúc chung vợ chồng, luật quy định rất rõ theo điều 668 của Bộ luật Dân sự năm 2005 thì di chúc chung vợ chồng chỉ phát sinh hiệu lực khi người cuối cùng chết. Vậy thì một trong hai người đã chết, di chúc được lập đó năm 2000 đó, tuy nhiên một người chết thì cái di chúc này cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa phát sinh hiệu lực. Thưa quý vị và các bạn, thì trong cái việc di chúc chung vợ chồng thì cho đến thời điểm hiện tại vẫn có nhiều luồng ý kiến trái chiều những cái quy định, những cái thay đổi bổ sung di chúc chung vợ chồng. Di chúc nó chưa phát sinh hiệu lực, nếu một trong hai người chết thì người còn lại có quyền thay đổi bổ sung hay hủy bỏ di chúc đó, thì luật vẫn chưa đề cập. Thật là một vấn đề khó đối với những người nào áp dụng những cái quy định này. Thì cho tới năm 2015 thì tôi cũng chưa có một cái quy định nào về di chúc chung vợ chồng. Thì thực tiễn thì tôi chỉ có thể dừng lại ở mức di chúc chung vợ chồng mà cái người khách hàng của tôi đến tư vấn, thì tôi cũng chỉ nói với vị khách hàng này cho đến thời điểm hiện tại một trong hai người bố và mẹ anh còn sống thì di chúc này chưa phát sinh hiệu lực. Còn về đây là một cái vấn đề mà rất là cần phải nhiều những cái chuyên gia, và tôi cho rằng đây là một vấn đề nó thuộc về phân khúc rất khó khăn để mà phân biệt được tại thời điểm này ý chí của người còn lại sẽ thay đổi, hủy bỏ, không công nhận hay như thế nào đó về di chúc chung vợ chồng. Tôi cũng rất mong được cái sự phản hồi lại từ ý kiến từ chuyên gia, từ đồng nghiệp, quý vị và các anh chị, để cho những lần tư vấn lần sau của tôi có cái chất lượng hơn. Kính mong sự đón nhận của quý vị và các bạn. Đây cũng là một cái câu hỏi khó trả lời cho đến thời điểm hiện tại. Tôi xin trân trọng cảm ơn.